Năm hết Tết đến, Tinh Hoa TV xin chúc quý khán thính giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, an lành hạnh phúc bên gia đình và người thân. Canh Tí khó khăn đã qua đi, Nhâm Dần năm mới chính thức đến. Người ở xa quê về sum họp, ông bà con cháu được đoàn viên, trao nhau vòng tay ấm trái tim, gửi nhau tiếng cười giòn bữa cơm. Nguyện lòng sống làm người lương thiện, trời cao chiếu rọi ban phước lành, vạn sự bình an mọi người nha. Happy New Year!